Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối chương trình với các thông tin về dịch bệnh COVID-19 trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, theo như trang thống kê thời gian thực Worldometer Info thì tính cho tới chiều ngày 20 tháng 11, tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu là hơn 257 triệu ca, trong đó có hơn 5,1 triệu người tử vong. Cuộc sống bình thường mới đang từng bước đến với người dân ở nhiều nước trong bối cảnh mà tình hình dịch bệnh có chiều hướng hạ nhiệt. Và thêm nhiều quốc gia đã mở cửa trở lại, song nguy cơ để dịch có thể một cách bùng phát trở lần nữa, trở lại lần nữa sẽ tiếp tục đe dọa cuộc sống của người dân. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi chi tiết hơn về thông tin này. Ngày 19 tháng 11, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA đã thông qua việc sử dụng các vaccine ngừa COVID-19 do hai hãng dược phẩm Pfizer và Moderna sản xuất làm liều tiêm tăng cường cho tất cả những người từ 18 tuổi trở lên sau khi những người này đã hoàn thành mũi tiêm thứ hai tối thiểu 6 tháng. Theo FDA, vaccine liều tăng cường của Pfizer được định lượng ở mức 30 microgram như liều chuẩn, trong khi vaccine liều tăng cường của Moderna là 50 microgram chỉ ở mức 50% so với liều chuẩn. Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu EMA bắt đầu xem xét việc sử dụng thuốc điều trị COVID-19 của hãng dược Pfizer để các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU sử dụng khẩn cấp nhằm đối phó với sự gia tăng đột biến các ca mắc COVID-19. Việc phê duyệt chính thức dự kiến sẽ bắt đầu vào tuần tới, nhưng EMA mong muốn rút ngắn thời gian để các quốc gia có thể đưa ra quyết định càng sớm càng tốt. Ngày 19 tháng 11, nhà chức trách Canada đã thông qua việc sử dụng vaccine ngừa COVID-19 do hãng Pfizer của Mỹ phối hợp bào chế cùng BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Quyết định trên được thông qua sau khi hai hãng Pfizer và BioNTech ngày 18 tháng 10 đã đệ đơn xin xét duyệt sử dụng vaccine cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi sau khi hoàn tất thực hiện thử nghiệm lâm sàng đối với hàng nghìn trẻ em ở độ tuổi này. Khi tiêm cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, loại vaccine này sẽ được tiêm 2 mũi mỗi mũi cách nhau 3 tuần. Ngày 19 tháng 11, Thủ tướng Israel Natali Bennett cho biết nước này sẽ bắt đầu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi từ ngày 23 tháng 11. Việc tiêm phòng cho trẻ em được triển khai sau khi Israel nhận được lô hàng gồm hàng trăm nghìn liều vaccine của Pfizer-BioNTech vào ngày 21 tháng 11, chậm hơn một tuần so với kế hoạch ban đầu. Trước đó, Israel cũng đã triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.